chụp là phải là chụp chỗ nào nó đẹp như đây. Rồi. Chụp vậy đâu có giống ai đâu mà chụp chi. Giới thiệu với bà con là máy canh sai xén trái nha, chuyên canh sai lai áo thun, lai áo thun, máy canh sai sắt ha, đời máy là K5 ha. Máy mới 100% ha. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ tới công ty máy may Chí Hải nha. Chiên, chiên là canh sai lai áo thun nha. Có cái bộ hút hơi nè, xén nó có bộ hút hơi, hút cái giải thừa ha. Không biết cô chú anh chị mình có nhu cầu thì đặt hàng thì xin liên hệ, số điện thoại em là 0939843160, gặp em Hải nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây, hẹn quý cô chú anh chị mình video tiếp.